Mặt Sư Tử, Bạch Lộc, Đàm Tùng Vận là nữ thần Kim Ưng 2024. Dân tình đồng loạt cho rằng Đàm Tùng Vận sẽ là nữ thần Kim Ưng 2024. Từ 2 năm một lần, lễ trao giải Kim Ưng sẽ được tổ chức. Bên cạnh những giải thưởng quan trọng, dân tình còn quan tâm đến việc sao nữ hoa ngữ nào sẽ trở thành nữ thần Kim Ưng. Năm nay, ứng cử viên cho danh hiệu này rất nhiều, những tiểu hoa lứa 90 được kỳ vọng rất lớn. Mới đây, Đàm Tùng Vận đã bất ngờ lộ diện với một tạo hình váy vàng cực kỳ xinh đẹp. Bộ váy giúp cô nàng khoe trọn vòng eo nhỏ nhắn, đôi vai trần cuốn hút cùng nhan sắc ăn gian tuổi cực mạnh. Tạo hình này của Đàm Tùng Vận khiến nhiều cư dân mạng đặt ra nghi vấn phải chăng cô sẽ trở thành nữ thần Kim Ưng năm nay. Tuy nhiên trên thực tế, đây chỉ là một tạo hình của Đàm Tùng Vận khi tham gia sự kiện thương hiệu. Tuy nhiên, khả năng nữ diễn viên trở thành nữ thần Kim Ưng năm nay là rất lớn. Trong năm 2023 vừa qua, Đàm Tùng Vận có bộ phim Quy Lộ được chiếu trên đài Hồ Nam với mức rating tốt. Như vậy, rất có thể cô nàng sẽ vượt mặt những tiểu hoa 9X có phim hot năm qua là Dương Tử và Bạch Lộc để trở thành nữ thần Kim Ưng. Bên cạnh đó, Đàm Tùng Vận cũng là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí thị hậu Kim Ưng năm nay. Cô nàng có 2 bộ phim lên sóng năm 2023 và có kết quả tốt. Không những vậy, Đàm Tùng Vận còn đóng phim điện ảnh và tham gia vào loạt phim khác. Có thể thấy dù lưu lượng không bằng Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử thế, nhưng tài nguyên của nữ chính Em Đẹp Hơn Ánh Sao vẫn cực lớn. Hiện tại, dân tình đang vô cùng mong ngóng những thông tin mới về lễ trao giải Kim Ưng năm nay.